Rồi xin chào tất cả bà con, tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái video này vì có nhiều người yêu cầu. Với cái máy Philips này mình đã làm một cái máy cái video là cái vlog số 50 về bánh làm bánh quay giạc chiên giòn với cái máy Philips, mà mình chỉ làm cái phần xếp lại cái bột, cái vỏ bánh với lại cái khuôn xếp thôi. Và hôm nay thì mình sẽ làm chỉ cho các bạn xem cái công thức, nguyên cái công thức và làm cái vỏ bánh này. Mình dùng cái bột này mình mua ở bên Pháp trong siêu thị Auchan, là cái bột này tên là farine de blé, tức là bột mì. Bột mì mà cái này nó có cái bột nổi, cái bằng poudre à lever incorporé ở trong luôn. Các bạn nào mua cái này sẵn thì mình xài cái nguyên cái bột này luôn, mà có cái bột nổi ở trong luôn, nó trong cái bịch này luôn. Thì mình cần 250g của cái bột này. Những bạn nào không tìm ra đó thì mình dùng cái bột bột mì thường T45, rồi mình phải thêm vô cái bột nổi bên Pháp này, nó có cái bột nổi tên là Alza. Đó, thì cái này là cái phần của cái bột này. Mình trong video này mình cũng như thường lệ mình sẽ nói một phần, một đoạn bằng tiếng Pháp để cho những cái bạn Pháp vô kênh của mình và giúp cho những cái bạn bên Việt Nam hay là bên nước khác mà đang học tiếng Pháp. Aujourd'hui, on revient sur une deuxième partie de la vidéo concernant la machine Philips et réaliser une sorte de beignet qui s'appelle bánh quai giạc. Donc on utilise 250 grammes de la farine de blé avec poudre de levure incorporée, 250 grammes. Et puis après, on utilise un œuf avec de l'eau. Donc, les ingrédients, c'est très simple. Bây giờ mình trở lại tiếng Việt, và cái 250g mà bột hồi nãy mình nói các bạn đó, thì nó ở trong cái ly đo lường của máy Philips, nó cho một cái ly để đo bột đó, là đúng y như nếu mà các bạn mua cái máy Philips thì cái ly này các bạn đúng cho đúng cái bột vô cái ly đó thì nó thành 250g, thành ra nó đã cho mình cái ly đó. Mình ở đây mình để thêm một muỗng cà phê, khoảng một muỗng cà phê muối. On rajoute une petite cuillère à café de sel et on ferme la machine. On commence à actionner la machine et on commence à mettre un œuf et rajouter de l'eau jusqu'à la première marque du verre doseur fourni par la machine Philips. Donc je répète, 250 g de farine de blé avec poudre de levure incorporée avec un œuf et rajouter de l'eau pour avoir la première marque. Mình sẽ dặn cái máy Philips lên để làm một phần, và sau đó mình với cái ly đo lường của cái máy Philips mình dùng một cái hộp gà ra và mình để thêm chút xíu nước, nếu mà không có đủ tới cái mức, tại vì nó có cái ly này của cái máy Philips nó có một phần thì nó có mức thứ nhất, hai phần thì có nhất mức thứ hai, thì cái để hộp gà vô đó các bạn thấy nó chưa có tới mức thứ nhất, nếu mà các bạn làm một phần đó thì các bạn thêm cái chút xíu nước vô rồi mình đánh ra. Rồi cái máy này bắt đầu khoảng chừng 30 giây trong lúc nó hoạt động đó, thì cũng như trong cái video, những cái video khác của mình cũng làm vậy, thì mình bắt đầu mình đổ cái hộp gà với nước vô trong cái máy ở trên, nó có cái lỗ, mình đổ hộp gà, cái nước hộp gà với nước một phần vô. Các bạn thấy cái công thức này nó rất là dễ, nhưng mà mình phải tìm được cái mua cái bột này. Và cái khuôn này của mình dùng là cái khuôn 0,8 mm để cho ra cái vỏ bánh. Thì hồi mình mua cái máy Philips này thì mình chỉ có một cái bắt là có cái máy Philips này giữ 4 cái khuôn thôi, mà trong 4 cái khuôn nó cho đó thì mình không có cái khuôn 0,8, thành ra mình phải mua ở ngoài thêm. Còn nếu mà các bạn bây giờ mà các bạn mua cái máy Philips đó, thì nó có một bán một cái bắt mà có 8 khuôn luôn, thì các bạn có luôn sẵn cái khuôn 0,8 mm trong luôn rồi. Thì mình nói lại đây, muốn làm cái vỏ bánh này thì mình dùng cái khuôn 0,8 mm, nếu mà các bạn không có thì phải các bạn phải mua thêm cái khuôn đó. Rồi đây là cái khuôn xếp ha, cái khuôn xếp này để mình dùng để cắt cái bánh ra. Đó, bây giờ cái bột nó bắt đầu nó ra,
tự động ha, mình bấm vậy là mình chỉ để bột vô thôi, mình để cái hột gà vô với cái nước hồi nãy mình với cái ly đo lường đó, thì các bạn thấy nó rất là dễ dàng, nó ra những cái dây bột như thế này, và mình sẽ cắt ra từ miếng rồi mình lấy, mình dùng cái khuôn xếp đó, mình cắt ra những cái miếng tròn để mình bắt đầu mình xếp cái bánh qua giạt. Thì bánh qua giạt nó cũng kêu là bánh xếp nữa. À, rồi mình làm cái nhân, thì cái nhân đó thì có nhiều cái cách làm, mình làm với thịt heo, rồi cà rốt, rồi nấm mèo, rồi bún tàu đó, thì tùy mỗi người thích làm cái gì. Có những người thì làm một bằng cái công thức khác, thì cái nhân thì hồi mình sẽ chỉ cho các bạn coi thôi, nhưng mà không có để công thức của cái nhân trong này. Thành ra mình làm thường trộn thịt heo, bún tàu với lại nấm mèo với lại cà rốt đó, thì những cái dây bột nó ra như thế này, là mình bắt đầu mình cắt, rồi mình dùng cái khuôn, rồi sau đó mình sử dụng cái khuôn xếp để mình cắt thành những miếng tròn. Rồi một đồ ăn bằng tiếng Pháp. Donc vous voyez que donc après avoir mis de la farine de blé dans la machine actionnée pour mettre en marche, on verse doucement la partie l'œuf qui est avec de l'eau là, donc directement dans en haut de la machine, il y a un petit orifice pour ça, et puis ça sort en fait des petites bandes de pâte qu'on va utiliser. On va utiliser ce genre de moule que vous voyez ici pour découper des petites rondelles de pâte, et on va utiliser aussi ce moule là pour une fois que la farce va être mise à l'intérieur, on va plier pour réaliser ce qu'on appelle nous les bánh qua giạt, ou encore appelé bánh xếp. Et tout ça on va faire frire, donc c'est une sorte de beignet, c'est une sorte de gâteau en beignet, mais c'est un gâteau salé, c'est pas gâteau sucré. Đó, bây giờ mình dùng cái khuôn xếp này mình cắt. Mình có thể dùng cái này nữa hả? Tại vì mình có nhiều cái cách để cắt cái này để nó y như là nó bằng như cái khuôn vậy đó, thành ra mình cắt cái này rồi mình để vô cái khuôn xếp, rồi mình sẽ xếp lại. Thì mình có hai cách để mình cắt tùy các bạn. Có nhiều khi các bạn có một cái loại khuôn xếp khác nữa. Đó, thì mình cái việc mình cắt dần dần rồi dần dần vòng tròn như vậy, rồi mình để trong này mình để mình tha một chút nước. Rồi mình lấy cái nhân mình để vô trong này. Đó. Xong rồi cái mình bắt đầu mình xếp nó lại. Mình xếp nó lại như thế này. Rất là dễ làm. Rồi mình sẽ soạn làm cho hết cái phần bột này. Thì đó, các bạn thấy rồi, mình chỉ lấy ra và để qua một bên rồi bắt đầu. Sau đó mình đi chiên. Mình đi chiên mấy cái bánh qua giạt này. Và xong rồi thì sẽ ra cho các bạn xem và lúc mà mình ăn mình thưởng thức nó ra sao, rất là đẹp. Donc on fait frire les petits gâteaux là qu'on vient de réaliser avec la pâte. Vous voyez que faire la pâte c'est extrêmement simple avec des ingrédients tout à fait communs, hein, donc avec la farine de blé etc, puis un œuf, c'est tout. Đó, bây giờ mình để cái dĩa này để cho các bạn thêm mình thưởng thức với lại nước chấm, nước sốt chua ngọt, hơi có một chút cay chút xíu. Rất là ngon. Cái bột này nó rất là, cái công thức này thật là hay, và bột này nó giòn mà nó mềm mà tại vì nó bột tươi đó, thành ra mình rất là ngon các bạn. To để cho các bạn xem là mình ăn cái dĩa này là thật là ngon mà mình rất là thích. Tự làm nhà thì rất là mau, các bạn thấy không? Mình chỉ làm cái
cái vỏ này nó ra rất là mau, mình cắt vòng 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 rồi mình đem xếp lại và mình đem chiên thôi, nó rất dễ. Ok, bây giờ mình ngừng cái video lại ở đây, là chúc các bạn mạnh khỏe và vui vẻ. Nếu các bạn thích xin các bạn like và các bạn đăng ký kênh mình nếu các bạn chưa đăng ký, các bạn chia sẻ trên mạng Facebook. Ok, mình xin chào tất cả các bạn.